cái laptop ok banh máy bay, chuyện bình thường. Chuyện bình thường anh em à. Máy bay nó banh rồi, chuyện bình thường ở huyện thôi. Tôi đang ở dưới nước. Tôi đang ở dưới nước anh em à. Có ai không? Cứu tao với. Có ai đây không? Tao bị lạc ngoài đảo hoang rồi. Và hey, xin chào tất cả các bạn, mình là Buko đây và chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình. Và hôm nay mình sẽ có một cái tựa game khá là đặc biệt, đó chính là game sinh tồn Gobimbo ngoài đảo hang được mang tên Stranded Deep. Ok, thì trước khi bắt đầu vào video thì nếu các bạn thấy thích thì đừng quên để lại cho mình một like, share video để ủng hộ cho channel của mình. Còn thấy tốt hơn nữa thì các bạn có thể nhấn vào nút đăng ký cũng như nhấn vào cái chuông để nhận được thông báo từ video mới nhất nha. Còn bây giờ thì các bạn hãy thưởng thức cái buổi livestream hay là cái video này của mình, tại vì nó khác áo. Ok, let's go. Đây, chào mừng các bạn đã trở lại với Goburon lạc ngoài đảo hoang, chế độ bình thường, thế giới random, thế giới existing, thế giới giới tính nam. Ok, bắt đầu anh em à. Trước khi bắt đầu thì xin mời giới thiệu, đây là một câu chuyện chúng ta đi ở trên tàu một chiếc Titanic hàng phách. Sau đó thì mình ngắm gái ngắm nhiều quá, thấy không? Đó, khiến cho một cô gái ở lòng mà khiến cho cái thằng thuyền trưởng ngắm gái nó đụng vô một tảng đá bự. Và bây giờ mình đang lạc. Sao cái game này, ôi nó có câu chuyện mình kể, mình nãy giờ mình xào chó đó nè, giờ nó có chuyện nè. Bây giờ mình đang ở trên một cái máy bay. Ok, mình là một thằng gọi là cái gì ta, doanh nhân xịn sò. Một cái laptop ok banh máy bay, chuyện bình thường anh em à. Máy bay nó banh rồi, chuyện bình thường ở huyện thôi. Máy bay nó banh rồi, chuyện thường ở huyện. Sao nó lắc dữ vậy? Từ từ để mình bớt cái này cái. Gì lâu dữ vậy? Rớt máy bay thôi mà, có gì đâu phải sợ. Tao rớt mỗi ngày rồi. Ảo chó sao chó. Mày tao mỗi ngày tao được nhảy máy bay không? Tôi đang ở dưới nước anh em à. Bơi. Lấm. Get to the life cap. Lên. Thở. Đi. Oh shit. Holy shit. Ôi anh em ơi. Bơi lên. Ui, bây giờ đang trời tối. Chết cha rồi. Đây. Bơi vô đây, enter. Và kể từ đấy, chúng ta không có thằng nào lạc ngoài đảo hoang nữa. Holy shit. Từ từ anh em, trước khi vô để tôi setting để cho anh em không có bị lắc nha. The next day. Đã lắc rồi đó. Gì đây? Từ từ. Âm thanh hơi to. Nhỏ một tí. Không hơi lát má chửi. Vô. Bây giờ mình sẽ lái chiếc thuyền này. Mày tính ra tao đang lái luôn hả? Really nigga. Ok. Red Air to pick up. Ok, bây giờ mình lụm cái đồ chèo thuyền chứ đã. Nào vô đây, tao tán chết cha rồi bây giờ. Surprise, motherfucker. Ui, cái gì vậy? Ui, cái này là sao mà luôn? Ui, bà nội mày, tao mới vô game thôi mà. Mày có cần quá không má, nhìn lẹ làng tới vậy không anh em? Má ơi, konnichiwa. What? Tao đây ra đại ca. Ơ ơi, bình tĩnh. Tao vô bờ mày chết cha mẹ tao. Để tao vô bờ đi. Ok nha, konnichiwa. Ok. Nó đâu rồi? Má mới vô đi ẻ ơi. Ok. Rồi nó đâu? Ok. Chạy! Cô ơi chạy đi, không mày chết đó cô. Chạy đi cô kia. Không nó cắn mày chết chắc. Ôi cái này cái gì đây? Cái này là nhà đàm đúng không? Alave Vera. Tao không biết, tao thu hoạch trước đã, tính gì tính. Ok và bây giờ thì chào mừng. Ủa, sao lắc chứ? Lắc vậy? Có cần phải lắc tới vậy không má? First person, third person nè. Đu. Trời ơi nhìn kìa. Má chủ tịch đóng giả làm người bị té, người bị hại. Và cái kết trời má chạy cái tướng rồi hả? Chạy tướng đỉ chứ. Từ từ. Hình như là nó có thanh đồ ăn đồ này nọ đúng không má? Ui mình nhớ game này nó cũng đâu lắc tới vậy đâu. Thôi chơi góc nhìn thứ nhất đi. Đấy, hợp lý liền. Ok bây giờ chúng ta. Cái gì đây? Cái đống này là cái bóng bùi nhùi rồi đó. Ok bây giờ mình sẽ. Cái cây mình sẽ làm gì? Ứng C để mở bàn chế tạo anh em. Ok và bây giờ chúng ta đi lấy cục đá trước đã. Ok bây giờ mình grab a stone tool.
Rồi bây giờ đi lượm đá nè, đá cuội nè. Trời chó ơi, đâu cá mập đâu mày ngon mày ra đây. Nó có cục gạch nè. Trời ghê chưa? Nghĩ tao sợ mày hả? Ok, và bây giờ chúng ta sẽ tạo một cái đầu. Bây giờ chúng ta tạo một cái dao anh em à. Refine knife, chúng ta cần một cái cây. Leo lên cây anh chứ. Mày điên à? Giờ mày leo cây dừa, anh khùng. À, đúng rồi, lấy cái này nè, lấy cái này chặt cây. Chặt tới khi nào vậy? 2000 years later. Ôi, 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 a đù, a đù. Khi nào gãy? Khi nào gãy cây nhớ nói tao nha. Mày bị điên à? Cứ hơi lâu đó. À, chặt chặt cái cây này đi. Cây này dễ hơn. Ủa mày có gãy không vậy? What? Từ từ khoan. Bây giờ mình phải tạo cái cây gì đây? Bình tĩnh. Refine knife, mình cần một cái wood stick. How to? Anh em game này mới quá anh em. Từ. Giờ nó thay đổi nhiều quá rồi. Thấy mày hơi bị Minecraft ơi, cái cây bắt đầu đứt rồi. Gớt cây ra. Đúng rồi. Hơi bị Minecraft rồi đó anh em. Gãy cây rồi cơ, có trái dừa nè. Lụm coconut tàu coi. Nó chặt cái cây cả ngày luôn á. What the hell? Cá mập nó nói tao đệ, chắc tao đệ. Sao lâu vậy? Chặt gỗ tiếp đi chứ. Ủa mà còn chặt được không vậy? Hình như là hơi sai khi mà mình chọn một cái cây hơi to nha. Hay là chúng ta chọn cái cây bé hơn đi. Cây này được nè. Ok, đó. Vỗ tay. Vậy mới đúng chứ men. Rồi, bây giờ chúng ta cần một sợi dây thừng. Mình sẽ đi lụm cái gì ở đây đây. Ủa sao má dính vậy? Ủa game bị lỗi hay sao mà nó còn kẹt vậy? Really nigga. Ok, chúng ta sẽ lụm trái dừa. Rồi, bây giờ tao có dao nè. Nào vô đây, tao đâm chết tụi bay đó. Đèo tiền. Hỏi tới khi nào? Mình có lá nè. Làm sao để làm được dây thần đây? Đúng rồi, lá với lại cái đây, đó, làm được dây rồi nè. Sau khi có dây xong, tao sẽ làm một cái dao xịn sò. Bố mày có dao rồi nha. Xịn không? À, cái dao thời Napoleon không vậy, thời tổ tiên của mình, thời vượng, thời khỉ gì đó. Nó chặt lẹ hơn hết chưa. Rồi nhiệm vụ tiếp theo là chúng ta hãy tạo một cái lửa chạy, một cái nhóm lửa. Đâu rồi, chà, kéo đâu rồi? À đây, bên đây. Đâu rồi, đây campfire. Mình cần 4 cây xà tích, 1 cây, 2 cây, 3 cây nữa. Trong đây còn cây nữa nè. Trong ơi, không được chạy, chạy là thanh thức ăn của chúng ta sẽ. Ok, 4 cây đó tạo lửa chạy liền. Anh em, mình nghĩ là cho nên là buổi tối thì mình đốt trong đây nó xịn hơn. Ok, bật lửa liền. Tạo một cái khai linh. Khai linh là cái cục cất gì? Từ từ, bình tĩnh. Khai linh là cái gì đây? Đây, cái này là cái gì vậy? Mình cần thêm 2 cây gậy nữa các bạn à. Đâu rồi? Sinh tồn dưới đảo hoang. Ok, để mình ra mình tắm. Biển đẹp đây. Có ai không? Cứu tao với! Có ai đây không? Tao bị lạc ngoài đảo hoang rồi. Để mình viết thư, mình viết quăng vô cái chai, mong là có ngày kiếm tới, có người tới cứu mình. Chém mày nhỉ. Trời ơi, nhìn những chú hải âu bay. Nó bay kìa. Làm tiếp nhiệm vụ đi, trời nãy giờ gánh hén quá má. Đâu rồi? Cây xà tích đâu rồi? Mấy cây xà tích chắc chắn là gớt trong đây có nè. Thôi chắc chặt cây đi anh em. Chặt cây đi. Đấy. Đó, lụm 2 cây. Hợp lý nè. Rồi tạo khai đinh. Chắc là cái đồ này là cái đồ để nhóm lửa đó đúng không? Đây cái đồ nhóm lửa đây anh em. Wow. Chuột cháy. Ui sao. Khi nào cháy má? Oh.
Wow, xịn nhở. Hay à nha. Ok thì video này cũng đã dài rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video này. Nếu các bạn thấy thích thì đừng quên để lại cho mình một like, share video để ủng hộ cho channel của mình. Còn thấy tốt hơn nữa thì các bạn có thể nhấn vào nút đăng ký cũng như nhấn vào cái chuông để nhận được thông báo từ video mới nhất nha. Và mình sẽ thông báo với các bạn là đây, trò chơi này, cái game mà Robin Bull lạc ngoài đảo hang này mình sẽ livestream. Thì mình sẽ thông báo thời gian chính xác và cụ thể nhất cho các bạn. Bây giờ thì mình sẽ livestream và mình sẽ cắt video ra. Thì mình sẽ mong các bạn ủng hộ mình chơi cái game này, mình yêu mọi người nhiều. Hẹn gặp các bạn trong video kỳ sau. Còn bây giờ thì bye bye.